Rồi bây giờ tôi sẽ vào một workflow TikTok đi. Tôi sẽ tạo một cái kịch bản TikTok. Tôi sẽ lên một kế hoạch, đúng không ạ? Ví dụ ở đây tôi sẽ chọn một chủ đề là ok là chị Nám chẳng hạn. Rồi, chị Nám. Rồi tôi chọn giáo dục chia sẻ hướng dẫn và vlog chẳng hạn. Rồi và tôi chạy. Ok, tiêu đề này chưa đủ hay đúng không ạ? Tôi viết lại tiêu đề hay hơn. Rồi. Rồi, tiêu đề chấm điểm 10 bí quyết. À, rồi, hay quá. Rồi, khám phá 5 thủ thuật. À, rồi, sự thật. Rồi, rất hay, đã xong rồi. Chúng ta sẽ chọn là, rồi, 3 bí quyết chẳng hạn. Sau đó tôi chọn một kịch bản TikTok đi, 3 bí quyết. Chạy. Chúng ta có kịch bản TikTok ngay lập tức. Rồi. Ok không ạ? Quá nhanh. Như vậy là từ khâu lên kế hoạch cho đến viết lại tiêu đề với kịch bản tất cả chỉ trong vòng 2 phút thôi đúng không ạ? Bao gồm cả hashtag luôn. Ok. Rồi và ví dụ bây giờ tôi sẽ bỏ là ok. Hãy giữ cho tôi chỉ phần kịch bản đọc out loud để viết đọc to, bỏ qua các phần hướng dẫn để tôi đưa vào voice over. Khi tôi dùng câu lệnh này thì nó chỉ giữ cho tôi kịch bản thôi, nó bỏ qua tất cả những từ là hướng dẫn, hashtag, visual. Có hay không anh chị? Tôi không không biết là dùng cái này anh chị có muốn copy câu lệnh này của tôi không? Khi tôi dùng câu lệnh này thì nó bỏ tất cả những cái visual bí quyết nội dung chính ra. Nó chỉ cho tôi kịch bản để tôi đọc thôi.